Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo Master NLP. NLP Practitioner là chương trình cấp độ 1. Còn ở chương trình này, Master NLP là cấp độ 2. Chương trình này sẽ thiết kế để giúp bạn trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp và huấn luyện cộng đồng. Vì sao bạn có năng lực này? Bởi vì chương trình này sẽ trao cho bạn các cái module quyền năng cao cấp hơn ở cấp độ 1. Đó là bộ đọc vị tính cách sâu của con người MBTI. Nhờ bộ công cụ này, bạn sẽ thấu hiểu trong xã hội hiện nay đang có 8 nhóm người, 8 nhóm tính cách, 8 nhóm khả năng. Nhờ đó, bạn có thể thấu hiểu được toàn bộ những người mà bạn giao tiếp, bạn kết nối và bạn muốn gây ảnh hưởng. Trong chương trình này cũng giúp cho bạn mô đun về chiến lược. Mỗi chúng ta khi hành động đều có một cái chiến lược. Cái chiến lược đó nó xuất phát từ bên trong, định hình từ bên trong và nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Vậy thì chiến lược nào là chiến lược thành công và chiến lược nào thì dẫn đến thất bại? Module này sẽ cho phép bạn hiểu và sở hữu để huấn luyện cộng đồng, huấn luyện các doanh nghiệp ngoài xã hội. Chương trình này cũng giúp bạn, trao cho bạn bộ công cụ 13 bước cài đặt niềm tin mạnh mẽ. Ở ngoài kia, rất nhiều từ những nhà lãnh đạo cho đến nhân viên, họ luôn luôn có 4 cái đám mây tiêu cực bao phủ mình mà không biết. Đó là suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, niềm tin giới hạn, mâu thuẫn bản thân. Vậy thì module 13 bước cài đặt niềm tin mạnh mẽ này sẽ xóa bỏ, dỡ bỏ hoàn toàn 4 đám mây tiêu cực, trả lại cho họ sức mạnh, đồng thời trao cho họ những bộ công cụ quyền năng để bạn có thể đầy sức mạnh, đầy nguồn lực để hoàn thành bất cứ mục tiêu nào đặt ra. Chương trình này cũng trao cho bạn bộ module tìm hiểu về giá trị con người. John Maxwell, nhà huấn luyện lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới, ông nói rằng chỉ khi nào bạn hiểu được giá trị của khách hàng hay giá trị của đối tác hay giá trị của một người nói chung thì lúc đó bạn mới có thể bán hàng, bạn mới có thể kết nối, bạn mới có thể chi phối. Rồi chương trình này cũng giúp bạn bộ công cụ thay đổi tiểu mô thức. Tiểu mô thức bạn hình dung nó như những viên gạch để xây nên một ngôi nhà. Tiểu mô thức đó chính là những trải nghiệm của một người kể từ khi họ sinh ra, và trong đó có những trải nghiệm tích cực, trải nghiệm tiêu cực, trải nghiệm mạnh mẽ, trải nghiệm hạn chế. Và kỹ thuật này sẽ giúp bạn cho họ tiếp tục giữ lại những trải nghiệm mạnh mẽ và nhổ dỡ đi toàn bộ những trải nghiệm hạn chế để đánh thức con người phi thường trong họ. Rồi chương trình này cũng trao cho bạn tất cả những bộ công cụ quyền năng của kỹ thuật Timeline Therapy, trị liệu dòng thời gian, để trị liệu nỗi sợ hãi vô cớ, niềm tin vô cớ, rồi những tổn thương, những nỗi cáu giận và những lo lắng thái quá. Chương trình này cũng sẽ giúp bạn tìm hiểu niềm tin xuất phát từ đâu, làm cách nào để có niềm tin. Và chương trình này cũng có module để giúp bạn trở thành nhà thương lượng xuất sắc, thương lượng và hòa giải những thương vụ lớn, những thương vụ phức tạp của doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Chương trình này cũng đưa cho bạn những bộ ngôn ngữ xuất sắc của NLP, ngôn ngữ quan tâm, ngôn ngữ đề các, logical lever. Chúng ta triển khai bất cứ một mô hình kinh doanh nào, một chiến lược kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải có sự logic. Logical lever sẽ giúp các bạn tìm ra các nguồn lực sẵn có, bổ sung các nguồn lực còn thiếu hụt, giúp bạn nhìn nhận lại những khả năng, những hành vi và những môi trường nào thuận lợi để giúp bạn có thể triển khai một kế hoạch kinh doanh, một chiến lược kinh doanh thắng lợi. Và tất cả những module trong chương trình này sẽ dùng để có thể biến đổi, hóa giải, tạo ra sự đột phá cho một con người ngay tại khóa học này. Và ở tại khóa học này, bạn cũng được trao một cái công cụ quyền năng mạnh mẽ nhất của khóa học NLP, đó là 12 giờ coaching đột phá. Chương trình này sẽ giúp bạn trở thành một coaching, trở thành một nhà lãnh đạo với đầy đủ năng lực phẩm chất để huấn luyện bất kỳ nhân viên nào, bất kỳ đội nhóm nào, bất kỳ tổ chức nào, để giúp họ hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch chiến lược họ đặt ra. Chào mừng các bạn đến với khóa học NLP Master.